Xin chào tất cả các bạn nhé. Tuần mới mình đang chuẩn bị gửi những chiếc gậy cho các bạn đã đặt hàng. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng cái gậy này các bạn nhé. Ta sẽ cầm vào đây. Cầm như vậy. Đấy. Và chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ. Và chúng ta đẩy vào. Đẩy đến đâu chúng ta vặn ngược lại đến đấy. Chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ gạt chốt qua. Thì sẽ được cây gậy như vậy. Ta có thể bỏ vào trong túi. Khi chúng ta lấy ra, ta sẽ ấn nút này. Đó. Ấn xuống. Và thả tay ra. Gậy rất là cứng các bạn nhá. Đây, cái phần này rất là cứng các bạn ạ. Có thể dùng để đập gạch được các bạn nhá. Ok, các bạn có nhu cầu mua gậy hãy nhớ gọi cho tôi.